Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Ngọc Travel. Ngày buổi du xuân thứ hai đền Cửa Đạt thì mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết được là không khí cũng như là những cái diễn biến ở ngay tại vị trí này. Thì quý vị các bạn thấy là mình muốn quay lại toàn cảnh cho quý vị và các bạn. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan và khám phá ở cái khu vực ngay ở phía bãi đỗ xe cho tới đền Cửa Đạt này các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ở chiếc ống kính của quý vị và các bạn. Thấy đây, mình cũng đang đeo cái khẩu trang y tế thì chuẩn bị cho chuyến du xuân. Thì quý vị và các bạn thấy là cùng với cái dịch cúm virus corona trang bị cho mình một cái khẩu trang rất là hiện đại đây các bạn này. Khuyến cáo người dân là chúng ta đến nơi đông đúc thì chúng ta phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình. Mình đang mang theo cái khẩu trang này. Thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan. Thì quý vị và các bạn thấy là mình đang đứng ở trong bãi đỗ xe với mật độ xe cộ ở vị trí bãi đỗ xe này rất là đông. Phải nói rằng là buổi sáng sớm, mặc dù bây giờ là sáng sớm nhưng mà rất là nhiều xe cộ đi lại. Thì có lẽ là vấn đề tín ngưỡng của người Việt Nam thì vào đầu năm mới khác lạ, và đây cũng là một chuyến du xuân thôi, cho nên là toàn cảnh ở xung quanh bãi đỗ xe này các bạn thấy rất là nhiều các loại xe đấy, từ xe 46 chỗ ngồi đến xe 57 chỗ ngồi. Bãi đỗ xe này rất đông với lượng xe cộ đi lại như thế này, rất là đông đấy. Trước cỡ cầu hôm qua hồ Cửa Đạt này tham khảo tham quan, và bây giờ mình sẽ đi qua cái bến đỗ xe này để đi lên Cửa Đạt để cho mọi người cùng khám phá. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và đây các bạn thấy mình đang đi ra ngoài cổng sau bãi đỗ xe này để đi lên Cửa Đạt để cho quý vị và các bạn cùng tham quan và khám phá. Đấy, các bạn thấy đây là cầu Cửa Đạt km số 9. Thì quý vị các bạn thấy sau khi qua bãi đỗ xe thì quý vị các bạn thấy mình đang đi lên chiếc cầu Cửa Đạt này, và qua cái cầu này chúng ta sẽ tới đền Cửa Đạt để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và buổi sáng sớm ngày hôm nay thì quý vị và các bạn không khí rất là tuyệt vời, trời hơi se lạnh một chút thôi. Đấy, các bạn thấy có gió nhưng mà không khí không lạnh lắm, ánh nắng tràn ngập rồi. Buổi sáng sớm thì có rất là nhiều sương mù, tuy nhiên thì cũng không ảnh hưởng gì lắm so với cái thời tiết đi du xuân như thế này. Đấy, các bạn thấy đây là hồ Cửa Đạt. Đấy, quý vị và các bạn thấy mình đang quay lại khung cảnh mình đang đi qua cầu Cửa Đạt này. Đấy, quý vị và các bạn phía đây, các bạn thấy là đây phía bên bên phải này, quý vị và các bạn thấy đây chính là hồ Cửa Đạt đó. Các bạn thấy phía xa xa đây các bạn thấy chính là địa điểm hồ Cửa Đạt, và đây là dòng sông. Thì các bạn thấy đây là dòng sông, thấy dòng sông hồ Cửa Đạt rất là sâu, nước trong xanh rất là đẹp. Đấy, quý vị và các bạn nếu mà đến đây thì quý vị và các bạn sẽ được tham quan thủy lợi Cửa Đạt. Đây là một công trình cực kỳ lớn và khu vực phải nói là nằm ở khu vực phía tây của Thanh Hóa. Thì quý vị các bạn thấy rất là lý tưởng. Đấy, quý vị các bạn thấy bây giờ mình đi tiếp cho quý vị các bạn cùng theo dõi. Thì quý vị các bạn thấy mình đang đi, nhưng mà quý vị các bạn mình cũng đấy, các bạn biết là
hiện nay thì trên toàn thế giới cũng như là đặc biệt ở Việt Nam thì quý vị và các bạn thấy là có một cái dịch cúm lây lan, đó là dịch cúm virus corona. Thì dịch cúm này thì quý vị và các bạn thấy là đã lan tràn ở tỉnh Thanh Hóa rồi. Ở đây Thanh Hóa đã có dịch cúm này rất là nhiều và có một bệnh nhân người dịch thì mình chỉ chia sẻ một chút, nhưng mà quý vị các bạn thấy là người ta khuyến cáo là chúng ta nên không đến nơi đông người. Tuy nhiên thì vào năm mới thì mình cũng muốn đi tham quan du lịch và bắt buộc phải tiếp cận với rất nhiều người, cho nên bắt buộc phải trang bị cho mình một cái khẩu trang y tế để phòng tránh cái virus này. Tại vì virus này thì quý vị các bạn thấy là theo người ta nói thì người ta nó là khuyến cáo là nếu mà tiếp xúc qua nước bọt thì sẽ lây nhiễm. Đấy thì quý vị các bạn thấy mình theo khẩu trang này. Đó, các bạn thấy. Rất là lạ đúng không các bạn? Đấy. Và bây giờ mình sẽ quay xem người dân tham quan du lịch này có đeo khẩu trang giống mình hay không các bạn nhé. Đấy các bạn thấy đây là phía hậu cửa đạt. Thì các bạn biết rằng hậu cửa đạt thì là vùng tưới tiêu cho toàn bộ khu đồng bằng trung du ở phía tây của Thanh Hóa. Bây giờ nó trở thành là một cái hồ lớn chứa nước. Và đây là nơi trung tâm sản xuất nhà máy điện. Và đây là chính là ở nhà máy thủy điện Cửa Đạt. Người ta còn gọi là nhà máy thủy điện Cửa Đạt. Ngày xưa thì quý vị và các bạn, hồ Cửa Đạt này là chỉ là vùng tưới tiêu cho cả khu vực ở phía tây đây của tỉnh Thanh Hóa này. Tuy nhiên bây giờ hồ Cửa Đạt này là đã trở thành nhà máy thủy điện cung cấp điện cho quốc gia và hòa nhập vào lưới điện quốc gia. Quý vị các bạn thấy ở phía xa này thì quý vị các bạn thấy có một cái đấy chính là cái đập ngăn đập, và khi xả nước xuống thì chúng ta sẽ thấy là cái quá trình sản xuất điện ngay ở vị trí này. Đấy, có điều kiện thì mình sẽ lên một cái đảo để mình chia sẻ cho quý vị các bạn. Còn đây là ở phía trước mà mình vừa đi từ bên ở chỗ bãi đỗ xe ra. Đấy, còn bên này là dòng sông và cầu Cửa Đạt này. Đấy, các bạn thấy rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ đi về phía trước thì chúng ta sẽ thấy khoảng gần 1 km thôi, chúng ta sẽ tới lên đạt đỉnh Đạt để kiểm định cho quý vị và các bạn tham quan. Đấy, các bạn thấy với dòng sông mắt lạnh trong xanh, quý vị và các bạn thấy rất là tuyệt vời. Tham quan một chút là hồ Cửa Đạt. Và bây giờ mình sẽ đi quay lại phía trước để cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dịch corona cô ơi, cho nên là phải đeo như thế ạ. Đây các bạn thấy các bạn thấy cực kỳ lý tưởng vào thời tiết ngày hôm nay, thì quý vị và các bạn thấy quá là tuyệt vời cho buổi tham quan và du lịch, và đặc biệt là vào đầu năm. Thì vào đầu năm mới thì quý vị và các bạn thấy mình thấy người dân nói chung thì muốn đi du xuân, muốn tham quan những địa điểm đặc biệt là chùa chiền, đền gì, và Cửa Đạt này là một cái địa điểm mà hết sức lý tưởng cho người dân tham quan và du lịch, thể hiện tấm lòng tâm linh của mình, tín ngưỡng của mình